Chào tất cả các bạn. Hôm nay trong clip này mình sẽ tiếp tục với chủ đề liên quan tới da một tí mà được các bạn cũng đang rất là ủng hộ, mà thấy rằng là kênh Việt Nam mình chưa ai làm, đúng không? Ok, trong hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một tí về cái cách chải bass theo phong cách da. Và các bạn sẽ thấy nó rất là hứng thú, nó khác hoàn toàn với kiểu chải bass bình thường. Ví dụ bolero gì đó à. Còn về cái cách chải bass của da này, nó rất là tuyệt vời. Một nguồn cảm hứng cho mình chính là nghệ sĩ guitarist số 1 Việt Nam Trung Nghĩa, rất chia sẻ rất là nhiều thứ về cái da này. Mình cũng nghiên cứu một tí và chia sẻ lại cho các bạn về phong cách chải bass. Thì đầu tiên, một số cái hợp âm ở đây các bạn cần phải biết, đó chính là hợp âm đô trưởng 7 à, có hiển thị ta bấm kia lên luôn. Thứ hai là hợp âm là thứ 7, bấm kiểu ra nha. Âm thứ ba là âm rê thứ 7. Hợp âm thứ tư là hợp âm son 7. Các bạn quen bấm như thế này không? À, chúng ta son 7 bấm theo kiểu ra. Sau đó hợp âm mi thứ 7, chúng ta thì bấm như này. Đánh dây buồn hả? Sau đó hợp âm la 7, rê thứ 7 quay lại, son 7. Đó, nó vòng vòng âm nhạc. Nhưng khi chải chúng ta có chèn vô các nốt bass làm sao cho nó hay nữa. Cái khuôn đầu tiên của chúng ta nó như sau. Trong cái bài học này chúng ta chỉ có là dùng là nốt đơn và nốt móc đơn các bạn. Cho nên là nó rất là đơn giản. Quan trọng là các bạn chèn cái nốt móc đơn nó ngay chỗ nào cũng hợp lý, nó ra được cái mùi da. Đây là cái kỹ thuật rất hay. Chúng ta đánh câu đầu nha. Thì từ đầu tiên đó là chúng ta là đô trưởng 7, sau đó chúng ta qua la thứ 7, thì chúng ta sẽ đánh hai nốt bass kèm theo, đó là có nốt phá, có nốt son thẳng chỗ này ha. Thì lúc qua cái là la thứ 7 thì chúng ta đánh nốt móc đơn đây, nốt móc đơn ha, thì chúng ta mới quay lại cái nốt đô thẳng trước khi chúng ta qua cái nốt, qua cái hợp âm là rê thứ 7 ha. Thì cái khuôn đầu nó như sau. Nhịp chân các bạn à, khuôn đầu vậy ha. Đúng lại như vậy à, rồi sau đó chúng ta qua tới rê thứ 7 ha. Rê thứ 7 xong rồi các bạn, trước khi quay lại son 7 thì chúng ta cũng đánh lại nó son 2. Sau đó chúng ta xuống pha ha, các bạn nhìn táp nha, nó như sao. Tức là ngay chỗ này các bạn cũng đánh một cái nốt móc đơn, thấy không? Thì mình đánh lại hai khuôn đầu cho bạn nghe nha. Đầu tiên sao, rồi hai khuôn nó xong rồi, bắt đầu tới chúng ta qua khuôn thứ ba thì nó là thuộc mi thứ 7. Thì ngay cái tăng đầu nó vô là ngay cái nó móc đơn luôn, cho nên các bạn nghe nó như vậy. Lại nha. Thì mình đánh từ khuôn thứ 2 qua khuôn thứ 3 để các bạn cảm nhận được ha. Rồi, từ đây chúng ta đánh qua ngược lại cái rê thứ 7. Chúng ta cũng nghe chỗ đô thang này, chúng ta qua rê thứ 7. Đấy nha các bạn. Chúng ta quay lại tăng đầu là đô trưởng 7 à. Thì đánh từng đoạn các bạn có thể thấy là nó hơi rời rạc. Nhưng khi các bạn kết hợp lại thì các bạn để ý một điểm như sau. Ví dụ trước khi qua từ đô qua la thứ 7 thì người ta sẽ chèn vô một cái nốt đô, một cái nốt trước của cái la là gì các bạn? Nửa cung thôi, semitone, tức là son thăng. Còn khi qua rê thì người ta sẽ đánh một cái trước đó
nở cùng là đô thăng. Khi quay về son thì người ta cũng đánh sao nó một cái, khi quay ngược về thì người ta đánh là son thăng. Đó là cách chạy bass cơ bản của bệnh da ha. Bây giờ toàn bộ cái câu này mình sẽ đánh thật chậm để các bạn cảm nhận, và chúng ta nhớ nhịp chân kèm theo ha, như sau. Nhanh thêm một tí nha các bạn, nhanh thêm một tí các bạn sẽ thấy là nó khá hào hứng ha. Rồi, hy vọng là với cái bài tập này nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chuyển hợp âm. Thực sự các bạn bấm hợp âm thông thường thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái thứ 7 trưởng 7 nữa, cái thế tài nó bấm nó khác thường, các bạn phải tập trong quá trình di chuyển chúng ta vừa chạy bass nữa nha. Chạy bass các bạn xem cái link download tab chi tiết ha, trong đó có thế bấm, giờ có các nốt nhạc, nhịp phách kèm theo trong phần link mô tả ha, các bạn về xem chi tiết, chúng ta tập theo. Nên nhớ nhịp chân tập thật chậm để các bạn cảm nhận được cái giai điệu của nó, và chúng ta tập di chuyển thế tài làm sao cho hợp lý. Nếu được ủng hộ mình sẽ tiếp tục series nhạc già như thế này, rất thú vị cho các bạn ha. Nhân đây nếu các bạn đang cần mua đàn hoặc có bạn bè, xin hãy giới thiệu đến Seven Guitar Shop. Mình chuyên cung cấp các loại đàn guitar chất lượng từ xưởng với thương hiệu Seven. Rất là đặc biệt, 100% do nghệ nhân Ngọc Bảy của Việt Nam danh tiếng đóng. Đây là cây gỗ khoa, làm từ gỗ khoa là chính ha. Vân rất là đẹp, giá nó rất là hạt rẻ luôn. Các bạn có thể xem tại link shop. Chúng tôi cung cấp các loại đàn, cam kết với bạn là tất cả các đàn đều do bản thân mình test và đi lấy cụ thể về, thì các bạn thấy giá rất là cạnh tranh và ship toàn vũ trụ cho anh em luôn. Cho nên là nếu được sẽ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào.